Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món cá cơm mọi người, cá cơm cá bóng mọi người, như tép mọi người, khoai tây mọi người, như chiến dịch dầm nước mắm mọi người, như củ cây đỏ mọi người, củ cây đỏ xào với dưa leo mọi người, củ cây muối mọi người. Đậu que mọi người, như đậu que mọi người, chấm có nước tương mọi người, nước tương chanh ớt mọi người, chấm miệng có chuối mọi người, chuối lá xiên, chuối sứ chín mọi người, như hồng mít mọi người, hồng mít luộc mọi người, nước uống có trà đá mọi người, trà lại mọi người, như hai miếng chanh. Như trứng gà chiên mọi người đây mọi người, cá cơm mọi người, cá cơm cá bóng tép mọi người, như trứng gà mọi người, thêm củ cây đỏ mọi người, củ cây đỏ đầu que dưa leo mọi người, với củ cải muối mọi người, mì xào mọi người, cải muối xào, chuối mọi người, chuối lá xiêm, chuối sứ chín mọi người, chuối nó thâm đen hết mọi người, đen hết rồi. Cơm mọi người, hột mít mọi người, hột mít luộc mọi người, hột mít hấp cơm, ly trà đá mọi người, trà đá trà lại mọi người, chiên vịt mọi người, chiên vịt dầm mắm mắm mọi người, nước tương mọi người, nước tương chanh ớt mọi người, hai miếng chanh mọi người, hai lát chanh, chân không mọi người, chân không mình xương, muỗng mọi người, đũa mọi người, mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người. Cá cơm kho mọi người, này cá giống như giống như cá bình thường mọi người. Mặn mặn chua chua mà như cá mà không mặn mặn á, cái mặn mới chanh vô mà. Như này củ cải đỏ đúng giờ mà, củ cải đỏ xào ngọt mà. Củ cải muối gì mặn mặn mà, lúc ăn thử thấy nó mặn mà. Dưa leo giòn mà, cái ăn đậu que ăn được mọi người, mềm mọi người, xào thơm, củ cây đỏ nó không mềm mọi người, mình để đậu que vô sau, bây giờ đậu que nó cũng lâu ấy. Biến gì cho một lượt vô mà. Người dưa cải mọi người, món thơm ráng tôi thơm mọi người, trứng gà chiên mọi người, mọi
Để em bấm hơi mặn luôn. Hơi mặn. Cà chiên mắm mặn luôn rồi, phải canh mới được mà. Mình sẽ tạo bị mặn, biến gì đỡ đó mà. Coi thì chấm mắm thêm mà. Qua. Chúng ta chiên phần đó. Cho ăn với cơm không nổi luôn. Không được. Quá này miếng canh nhiều luôn. Cái dịch giảm mắm mà. Nóng lên. Cá bông dịch này dặm mắm chan cơm ăn cũng ngon. Cá con nè, nặng miếng chan vô ăn ngon. Ăn chua chua. Phải không cơm giấc thôi mà mua.
mờ nó thôi thôi. Đèn đọc hết rồi. Này không bánh lột mọi người, con bánh lột không bánh lẫm mọi người, mình lột lột lẫm ăn đúng bộ mọi người ngon. Đang ăn hai nhà hai đến mà cơm hấp nhìn thầm lột cũng được. Cộng lên cái mọi người. Kho ăn được mọi người, ăn cái gì nó hơi mặn mọi người. Kho lạc lạc xíu mọi người. Hơi mặn, nó dầm thêm xíu đường nữa. Trứng vịt, trứng gà chiên sáng mọi người. Cũng hơi mặn mọi người. Này biết sáng để cân bám xếp mặn lại chấm thêm mà để nó mặn hơi á, đầu sau cũng được mọi người, được chuyển dịch dầm mắm ngon mọi người, chuối ăn được mọi người, chín mồi mọi người. Cái này món cá kho này có ấy thì nặng chanh vô mọi người, ăn cũng ngon mọi người, hồng mít ngon mọi người, chà thơm mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa sáng bữa tối thật là ngon miệng, giờ có một đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.